Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nhạc cho ngày Halloween chắc chắn là những bài hát có ca từ và giai điệu ma mị đáng sợ. Hãy cùng Kênh Báo Nói điểm qua 10 ca khúc đáng sợ nhất cho ngày lễ cuối tháng 10 này nhé. Nằm thứ 10 trong top 10 là ca khúc The Regular của Rob Zombie. Ca khúc nói về cái chết và phù thủy, màu đen bao phủ, nhân vật chính được tạo hình sát sống zombie với bộ tóc rùng rợn. Rob Zombie nổi tiếng là ca sĩ hay dọa ma khán giả và cũng là một đạo diễn phim kinh dị. Ít ai thích hợp hơn ông để hát một ca khúc về Halloween. Ở vị trí thứ 9 là ca khúc A Nightmare on My Street của Jerry Jeff và Fat Dream. Fat Dream không ai khác chính là Will Smith, một rapper kim diễn viên nổi tiếng. Jerry Jeff và Will Smith đã đưa hip hop vào nhạc Halloween. Bài hát kể về một cơn ác mộng và hãi hùng của một chàng trai, trong đó anh ta bị đe dọa bởi một tiếng thét và chạy ra khỏi nhà. Tiếp theo là ca khúc Somebody Watching Me của Rockwell. Bài hát này đã lên đến vị trí thứ 2 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1984 nhờ có vua nhạc pop Michael Jackson hát đệm. Đây cũng là đĩa đơn đầu tiên của Rockwell kể về chứng hoang tưởng của một người, luôn hình dung ra mình bị theo dõi và săn đuổi, một nỗi sợ mơ hồ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến con người. Ca khúc đáng sợ cho ngày Halloween tiếp theo là Running with the Devil của Van Halen. Bài hát rock này nằm trong album ra năm 1978 của Van Halen, có nội dung khá khó hiểu. Bản thân nhóm nhạc chưa bao giờ tiết lộ ý nghĩa đầy đủ của bài hát, vốn bị hiểu là xấu xa quỷ quyệt. Mặc dù vậy, ban nhạc từng bóng gió rằng bài hát chỉ có ý nghĩa ẩn dụ, nói về vấn đề trong cuộc sống của chính các thành viên ban nhạc với tư cách một ban nhạc trẻ tuổi. Ở vị trí thứ 6 là ca khúc Don't Fear the Reaper của Blue Oyster Cult. Bài hát nhìn thẳng về chủ đề cái chết và nỗi sợ cái chết của con người. Hằng ngày có khoảng 40.000 người chết và con số này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài hát. Don't Fear the Reaper từng bị hiểu lầm là cổ súy cho tự tử. Nhưng ban nhạc rock Blue Oyster Cult cho rằng họ không có ý định đó. Thay vào đó, họ hướng tình yêu đến tinh thần và sử dụng hình tượng Romeo và Juliet như một ví dụ cho niềm tin tình yêu tồn tại sau cái chết. Highway to Hell của AC/DC cũng là một lựa chọn đáng sợ cho các ca khúc trong ngày Halloween. Thêm một bản rock kinh điển về chủ đề chết chóc. Nhưng sau khi bài hát này ra mắt, một vụ bê bối đã xảy ra. Đó là một vụ án có thật xảy ra vào tháng 6 năm 1985 về một kẻ bị tình nghi giết người hàng loạt, tiếp tục bị tình nghi trong một vụ án mới xảy ra. Vấn đề là kẻ giết người để lại hiện trường một chiếc áo và một cái mũ in logo AC/DC, một ban nhạc rock nổi tiếng. Vụ việc đã khiến danh tiếng của AC/DC bị tổn hại khá nhiều. Ở vị trí thứ 4 là ca khúc Werewolf of London của Warren Zevon. Đây là một bài hát Halloween với nhiều chi tiết thú vị, ẩn dụ đòi hỏi phải giải mã. Trong đó, câu mở đầu, tôi thấy một người sói cầm một thực đơn tiếng Trung Quốc trong tay, được coi là một trong những câu hát lạ và lý thú nhất trong âm nhạc. Việc sáng tác được hoàn thành trong một buổi chiều, nhưng phần thu lại rất khó khăn. Ban đầu, ca sĩ hát khá nhẹ nhàng và dễ thương, trong khi bài hát đòi hỏi phải tầm tối và nặng nề. Ở vị trí thứ 3 là ca khúc Ghostbuster của Ray Parker. Đây là bài hát chủ đề trong một bộ phim kinh dị cùng tên về nỗi sợ ma quỷ. Nghệ sĩ sáng tác ca khúc được đặt hàng chỉ trong ít ngày, việc hầu như bất khả thi, nhưng anh ta đã nảy ra ý tưởng từ một quảng cáo trên đường phố. Video nhạc cũng nói về một cô gái bị một con ma đuổi theo. Á quân của top 10 ca khúc đáng sợ cho ngày Halloween là Monster Mash của Bobby Pinkett và Rip Kicker. Bài hát này đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào năm 1962 và xuất hiện trong hầu hết các bữa tiệc Halloween kể từ ngày đó. Monster Mash là một ca khúc chuẩn mực về chủ đề ma quỷ. Ý tưởng của bài hát cũng rất ấn tượng khi kể về bữa tiệc dành cho những con quỷ do một nhà khoa học điên loạn tổ chức. Quán quân của top 10 là ca khúc Thriller của Michael Jackson. Đây là huyền thoại của Halloween mọi thời đại. Dù chỉ lên đến vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng Billboard năm 1984, nhưng đây là bài hát có chủ đề Halloween được tải về nhiều nhất mọi thời đại. Đây cũng là bài hát nhạc số ăn khách nhất của chính Michael Jackson. Đi kèm bài hát là video nhạc kinh điển dài 14 phút cũng đầy rùng rợn với sự hiện diện của hàng loạt sát sống và điệu nhảy đáng mê hoặc. Thriller được sử dụng trong nhiều sự kiện Halloween, không chỉ để làm nhạc nền, người ta còn hóa trang theo phong cách của vua nhạc pop với các vũ công trong video nhạc. Thiết kế của các bữa tiệc trong chủ đề Thriller, tác phẩm âm nhạc này đã trở thành một nguồn cảm hứng lớn cho Halloween chứ không phải là nhạc minh họa.
Vừa rồi là 10 ca khúc đáng sợ nhất cho ngày Halloween. Chắc chắn rằng các ca khúc này sẽ khiến cho đêm Halloween của bạn trở nên thú vị hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!